Chào mừng bạn đến với tiêu điểm robot Mark hiểm họa không gian. Tổng quan, Mark là robot sở hữu kỹ năng độc nhất. Vác trên mình vũ khí tích hợp là tháp pháo, có thể chiến đấu độc lập mà không cần sự điều khiển của người sử dụng. Nhờ đó, Mark chính là một trong những cơn ác mộng trên chiến trường, gieo rắc nhiều nỗi ám ảnh nhất trên chiến trường World Robot hiện tại. Mark tung tháp pháo bay về phía trước. Khi đáp đất, nó kích hoạt hệ thống tấn công bất kỳ kẻ thù nào nằm trong tầm hoạt động của nó. Kỹ năng này không thể bị khóa chặn mục tiêu, cũng như không thể bị tiêu diệt. Chỉ kết thúc sau khi kỹ năng của Mark kết thúc hoặc robot Mark bị phá hủy. Lưu ý, kỹ năng này, khả năng của tháp pháo có thể xuyên qua khiên vật lý, có được tính như một loại súng xuyên khiên. Vì thế, đây chính là một trong những loại vũ khí mạnh nhất trò chơi hiện tại và sở hữu sức mạnh cực kỳ bá đạo. Bạn nhấn nút triển khai kỹ năng càng lâu, tháp pháo sẽ bay càng xa. Tầm tích hợp tháp pháo dưới 400m hoặc trên 400m. Hiện tại mình cũng chưa rõ, tại vì không trong kỹ năng nó cũng không ghi rõ là bao nhiêu. Nói chung, anh em triển khai kỹ năng nhấn càng lâu thì nó sẽ bay càng xa, và điều chỉnh tháp pháo để nó tấn công kẻ thù một cách phù hợp là được, là sẽ phát huy được kỹ năng của con Mark này. Captain Slider tăng sát thương của tháp pháo làm cho Mark trở nên cực kỳ đáng sợ sau khi hạ tháp pháo. Kỹ năng này, sau khi tung tháp pháo về phía trước, Mark sẽ được tăng tốc độ. Thì anh em có thể cộng vào skill Mark tăng tốc độ trong khi khả năng hoạt động để tăng thêm hoạt động khả năng thả diều đối phương trong lúc tháp pháo đang chiến đấu. Đấy, skill cộng chủ yếu vào tăng tốc độ, tăng độ bền, tăng sát thương, hoặc là chủ yếu tăng tốc độ để thả diều đối phương. Về vũ khí, Mark là robot sở hữu tốc độ di chuyển cao sau khi triển khai tháp pháo. Vì thế, anh em có thể lựa chọn những loại vũ khí choáng chân như Fighter, Pusa, hoặc loại những loại vũ khí tăng sát thương trong thời gian ngắn như Scorcher hoặc là Atomixer, Swap chẳng hạn. Súng loại trung bình chủ yếu gây sát thương lớn trong thời gian ngắn là anh em có thể lắp vào con Mark này để vừa gây sát thương từ tháp pháo và vừa thả diều đối phương từ trong lúc tháp pháo đang hoạt động. Chủ yếu cộng vào, nếu như anh em có NA thì lắp một NA, và ưu tiên là bộ 3 module NA, IA và RA nếu như có khả năng. Bởi vì Mark hiện tại độ bền của nó không được cao, cho nên rất là cần điểm phòng thủ và độ bền. Nên nếu như mà anh em sử dụng con Mark, anh em có thể cộng vào là NA, còn lại cộng vào điểm thủ, độ bền hoặc là tốc độ chẳng hạn. Vì khiên năng lượng của con Mark này nó cũng khá là cao, cho nên là khả năng thả diều của nó cũng tương đối là ổn định. Anh em có thể thả tháp pháo ra, chạy vòng vòng thả diều đối phương, và trong lúc đó module sẽ tích đam. Đấy, okay. Ở đây mình lựa chọn nó là một RA. Thì hiện tại setup này nó cũng chưa gọi là phù hợp, nhưng mà bởi vì đây không còn là con chủ lực trong xưởng của mình nữa, cho nên là mình đã sử dụng module như thế này. Đấy, okay. Nói chung đủ chơi, đủ để hồi máu và tăng sát thương, tăng đồ bền là ok. Anh em có thể cộng vào tham khảo, hoặc là anh em có thể lắp module tùy thích cũng được, không có gì hết. Nhưng ưu tiên đó là tăng sát thương và tăng đồ bền nha. Phần gameplay, tức là Mark là một robot phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng tháp pháo, cho nên anh em có thể triển khai vào đầu trận, giữa trận hoặc cuối trận cũng được, tùy theo tình hình mà anh em triển khai xuống để lấy lợi thế hoặc cấu rỉa thả diều đối phương. Đấy, vì lối chơi của con Mark này khá là khó chịu, cho nên anh em có thể triển khai, mình khuyên anh em có thể triển khai vào đầu trận hoặc giữa trận để gây áp lực và gây cho đối phương sự ức chế, kiểm soát cục mốc các kiểu chẳng hạn như thế. Đấy, về phần lưu ý tiếp theo chính là tháp pháo này.
Đó, một phần nó cũng chính là gánh nặng của con mát này. Anh em mang tháp pháo càng lâu thì tốc độ anh em di chuyển càng chậm thôi. Đấy, trong trường hợp mà bị sát thủ ám sát, anh em có thể thả tháp pháo ra bất kỳ lúc nào để không bị sát thủ tấn công nhiều nhất. Đừng ngại khi mà anh em bỏ tháp pháo mà không triển khai vị trí phù hợp ấy, anh cứ bỏ tháp pháo ra và đổi lấy tốc độ di chuyển, sau đó anh em bỏ chạy ra khỏi sát thủ ám sát là được.